Mình cuối năm thì mình cũng thấy rằng thì là chờ một cái mùa xuân của dân tộc sắp tới trong những ngày tới. Dạ, Dạ thưa, vâng. kính chào quý vị. Vâng, giờ chúng tôi thì cũng nhiều điều cần phải nói về về tình hình đất nước. Thứ nhất là tôi đi Việt Nam kỳ vừa rồi thì là tôi lại bệnh ốm hết đầu mười mấy ngày. Thành ra bây giờ tôi mới về bên đây, tôi xem lại các cái video của bác Cường mà những cái phóng sự mà bác quay bên đấy, thì cũng như À, bác Hùng chứ. ra bác Hùng, mà tôi làm như là tôi ngồi kế bên cạnh bác, mà tôi nhìn thấy cái thành phố Sài Gòn năm nào thì tôi cũng thấy, mà tôi thấy nó bao nhiêu là thay đổi. Nhìn từ trên xuống, thứ nhất là cái quang cảnh cái công trường Quách Thị Trang cũ đấy, trước cái chợ chợ Bến Thành đó, thì là từ trên nhìn xuống là thấy như là một cái công trường lớn, mà đi đâu cũng vậy đó, tôi thấy toàn là cả nước như là một cái công trường lớn, chỗ nào cũng các cái cần cẩu chi chít, mà thứ nhất là cái bến xe bus và nằm rồi trước trước cái chợ và chợ Bến Thành đó. Bây giờ các cái vật liệu xây dựng, các cái phương tiện xây dựng đó nó đầy hết trơn, là nhìn không biết là đường nào đấy. Thành ra chắc có lẽ là cái đường xe điện ngầm ở bên dưới đất đó, từ ở chỗ đường Nguyễn Huệ mà chạy đến cho tới cái khu vực mà xung quanh cái ga xe lửa Mỹ Tho cũ và vô một phần của cái đường Trần Hưng Đạo đó, thì tôi thấy là cái đó chắc có lẽ là sau này là một cái quảng trường lớn lắm, mà một cái công trình lớn lắm để mà làm cái đường xe điện ngầm ở dưới đó. Thì tôi thấy rất là hết sức là vui mừng. Mà tiếc là tôi về lần nào thì tôi cũng sáng ăn xong cái điều gì đó ba hột xong rồi là tôi cứ mua vé, tôi nhảy lên cái xe bus, tôi đi Đông Tây rồi tôi đi Nam Bắc, tôi lên Bình Dương, tôi đi ra ngoài tận Cần Giờ, tôi xuống Long An, tôi toàn là đi xe bus đó. Đi lên Đồng Nai rồi tôi lại mua Xoay bớt rẻ tiền lắm. lấy ở thì À. tôi rẻ tiền lắm thôi. Thì tôi đi từ đó lên, tôi đi từ Sài Gòn lên Đồng Nai là có một đồng mấy thôi, thế Dạ thôi. có Thế rồi. đấy. À, riêng cái xe buýt thì mới buồn cười là tôi cũng đi xe bus, thì Dạ. xe bus đó bên cạnh tài xế đó nó lại có một cái bàn thờ. À, có bàn thờ có đấy. Nó có cái bàn thờ. Vâng. Thành ra đó, không biết là, tức là đây là một cái loại người đất nước nó duy Về tâm tâm tất linh cả đấy, những người có đó như tâm vậy. linh. Thành ra đó, Bác đi trong nội thành á là có khoảng trên 7.000. vâng 7.000 một vâng người, một người như vậy 7.000 nó là bao nhiêu, là chưa tới chưa chưa tới ba 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 mươi mấy sen. ba mấy sen thôi. Dạ. Dạ. Thành ra tôi cứ đi thế thôi. Thành ra Dạ. đi tôi đi ra cho tới ngoài Vũng Tàu, Dạ. tôi cũng đi xe bus rồi tôi đi lên nhà lên trên Biên Hòa ở Đồng Nai, rồi tôi lại lấy cái vé xe bus tôi đi ra Nhân Dạ. Trạch, rồi rồi tôi xuống Nhân Trạch đó thì lại có xe bus từ 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 Vũng Tàu lên Nhân Trạch, tôi lại lấy lên đó đi, mà Lần sau bác ngồi xe bus đi thoải mái lắm. Có những cái xe bus mà nó có để cái bảng là dành cho những cựu chiến binh và người cao tuổi đi không mất tiền, thì tôi thấy là mình là người cao tuổi, thành ra tôi nhưng mà mình chả có giấy cựu chiến binh đâu, thành ra tôi đưa cái bằng lái của California mà chứng tỏ tôi là người cao tuổi, các ông vẫn ok cho mình đi thì thôi mình cứ đi thoải mái thôi, Tôi thấy thì không mất tiền. nó hết sức là lịch lãm. Mình lên trên đó nó thấy mình lớn Lớn tuổi, tuổi nó đấy. đứng dậy nó nhiều chỗ ngay. Chả Vâng, cần nhường phải chỗ. giấy tờ, Vâng. chả cần phải giấy tờ người cao tuổi. Cả một cái dân tộc nó lễ phép mà nó đàng Họ hoàng. vâng. Thành ra vừa rồi mà anh nghe nói chuyện rằng thì là về cái mà bao nhiêu chùa, bao nhiêu đường gì đó, thì cũng lại là một cái, mình chúc rằng thì là cái Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoài những các cái sửa đổi này đó, người Tàu thì nó là đả hổi diệt ruồi, tổng bí thư của mình thì là lò đã nóng rồi, không thành ra nó họ làm mình nghe thấy cái chuyện mà đả hổ diệt ruồi, cái người Tàu nó dùng và tổng bí thư của mình nói là cái lò nó nóng rồi đó. Hai cái đằng, nhưng mà mình thấy cái văn hóa của Việt Nam nó cao hơn, văn hóa của Việt Nam nó nói đàng hoàng hơn. Rồi thì là
Rồi thì là anh sẽ thấy rằng thì là cái mà sau khi mà đảo hổ diệt ruồi chết cả những các cái này rồi thì tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam họ sẽ sửa đổi, không những là sửa đổi đi ra để trở về cái đạo Phật, cái đạo ông bà, cái đạo tứ ân, đây gọi là đạo lương đấy, và cái đạo của dân tộc, cho nên cũng là từ giã cái Thiên Chúa giáo, mà Thiên Chúa giáo thì nó đồ sộ quá, nó đi theo 100 năm pháp thuộc rồi thì nó bao nhiêu đặc quyền đặc lợi. Đúng. Bây giờ mà mình nghe thấy bao nhiêu bài hát, bao nhiêu cái nhà thờ Việt Nam là đều là kiến trúc của Pháp cả, đều là kiến trúc cả của Vatican đấy kia, những cái bài hát đó. Thành ra mình mới thấy thì là để mà giải thể, để mà cái nọc độc của Thiên Chúa giáo, của cái gì đó nó ngấm vào dân tộc cũng lớn lắm, và cũng phải từ từ nhiều lắm. Phải mình nhiều phải lắm. Nhìn thấy là có những người tốt, có cái đạo đúng, đó đúng, cái đàng vàng phải không ạ? Nhưng mà những cái người đạo thực sự đó thì cô đơn, và cái bọn giật dây ở đằng sau đó thì nó mới làm, nó làm phiền dân tộc. Xin kính chào quý vị. Vâng, hẹn các bác lát nữa tối nay mình sẽ ăn bữa gọi là after Christmas dinner, tức là sau Giáng sinh, tại vì trước Giáng sinh ai cũng bận rộn hết. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong